Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Bitson, nhận 42 tập cần có ký hiệu là BTC đó bạn. Thì một tập cần BTXL chứ. Sorry các bạn nha. Bằng 0.02 tập cần Son khá là cao luôn các bạn. Thì để tham gia giao dịch này các bạn cần click phần link mô tả dưới video bấm start này. Sau khi bấm start xong thì các bạn join kênh group nè. Bắt up nè, tiếp tục bạn join tiếp kênh seller nè, bắt up nè. Tiếp tục follow Twitter nè. Rồi trên Twitter các bạn theo dõi các bạn, vì mình đã theo dõi rồi các bạn. Rồi các bạn bấm vào một submit detail nữa các bạn. Rồi các bạn điền là username Telegram các bạn đã join vào group các bạn. Các bạn vào setting copy username mình nè các bạn. Rồi các bạn gọi cho bot nè. À không, anh 43 mới làm cái video có bị lỗi nên mình làm lại các bạn. Đâu mục tiêu rồi sao nó không chạy ta? Rồi tiếp tục các bạn submit đường link profile tại Twitter mình nha. Trên Twitter bạn mở Twitter bạn ra nè, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè, sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè, gọi là cho bot nè. Sau đó thì các bạn submit in request thì các bạn nhấp vào Twitter này nè các bạn. Rồi trên đây thì các bạn like nè, các bạn chụp dẫn cho tweet nè các bạn. Các bạn tan dài người bạn của mình nha các bạn. Rồi các bạn tweet lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tweet lại xong thì các bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nè. Rồi các bạn bấm vào cái mục chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè. Các bạn tweet dài người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi gọi là support nè. Sao con bot nó phản hồi lâu quá các bạn ơi. Mình không hiểu sao luôn. Rồi, nó yêu cầu các bạn là phải add con sắt này vào địa chỉ với Solet của tất cả các bạn, nó mới phân phối tôi cần các bạn. Thì các bạn nhấp vào Solet.io nè. Bạn nào chưa có ví thì tạo ví các bạn. Thì để add được con tôi cần này các bạn cần phải có một chút phí mạng Son nha các bạn. Rồi, mình đây mình login vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào OK nha các bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào mật khẩu mình vào nè. Rồi sau đó các bạn nhấp vào vô cộng nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một bên bìa này nè các bạn. Rồi cái dòng đầu tiên thì các bạn copy con sắt của nó nè các bạn. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi tên to căng nè. Bitcoin Solana. Rồi tôi cần symbol thì các bạn điền địa chỉ với... Rồi symbol thì các bạn điền địa chỉ với BTCX mình vào đây nha các bạn. Sorry các bạn. Rồi các bạn bấm vào một add nha các bạn. Thì các bạn add được thì các bạn cần phải có một chút Figa là token Son nha các bạn. Sau khi add xong thì các bạn chạy về con bot đi các bạn. Các bạn bấm don. Done. Rồi các bạn bấm vào send don các bạn. Sao kỹ ta, nó phải ngồi ta. Rồi các bạn bấm vào send on, rồi các bạn điền địa chỉ send chí Son wallet của mình nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với Son của mình ra nè. Thì mình đã áp được cái token BTC nè các bạn, XL nè. Rồi các bạn nhấp vào đây nè, bấm vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ với mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nè. Đầu ta, sao nó con bot này nó chậm vậy ta? Rồi, sau khi bấm xong thì bấm vào status để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Mình đã nhận được 42 token BTXL nè các bạn. Rồi, vậy các bạn chỉ click dép mình chia sẻ trong bài những cái thăng được 9 token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo tụi mình nha.